dành cho bác nào mà thích số tự động hoặc là mua cả gia đình đều đi được, giá rẻ hơn trăm anh em nhé. Đây là một chiếc Hyundai Getz phiên bản số tự động đời 2008, máy 1.4. Các ông nhìn qua đèn này. Đấy, trong vắt luôn cho em mình luôn rồi. Đấy, trong vắt nha quý chị nhá. Sơn xi sạch sẽ. Sơn xi sạch sẽ cho anh em mình luôn rồi. Đấy, phiên bản số tự động. Phiên bản số tự động. Sơn xi sạch sẽ cho em mình đều. Cảm biến sau đầy đủ luôn. Có màn hình giải trí Android, có cam lùi nha anh em nhé. Màn hình giải trí Android và có cam lùi hết rồi. Và chiếc này thì có một bộ ghế da rất là đẹp, máy số zin, khám phí dài. Đây, đến tháng 4 năm 2024. Giá bán em này cho em mình với giá bán ngày hôm nay sẽ công khai bán cho anh em nào thiện chí với giá là 185 triệu. 185 triệu anh em nhé. Nếu bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho anh công qua số hotline là 0984 883950 để được tư vấn hỗ trợ mua bán cũng như là lịch hẹn xem xe. Cảm ơn các bác chị mình. Xin chào và hẹn gặp lại.